Chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Một kiểu giết người mang rợ như thời Trung Cổ, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng và chó nghiệp vụ nhưng vẫn không tìm ra được manh mối. Được biết, cái chết của 5 nạn nhân cho thấy thủ đoạn giết người vô cùng kinh hãi. Và bằng biện pháp nghiệp vụ của mình, các trinh sát đã buộc hung thủ phải đầu hàng trước pháp luật. Chi tiết câu chuyện rùng rợn này như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Khi chúng tôi đưa 5 thi thể lên khỏi hố, máu ở miệng và mũi của các nạn nhân chảy ọc ra, vẫn còn tươi lắm, như thể họ vừa mới chết. Ai cũng đau nhói và hạ quyết tâm sẽ đưa những kẻ tội ác tày trời ra ánh sáng. Thượng úy Đặng Thất Phùng, phó đồn trưởng biên phòng Cù Bay, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, nhớ lại cảnh tượng hãi hùng khi cùng người dân đi lấy xác các nạn nhân. Khi cùng quẩn vì không có tiền để chi trả cho những cuộc nhậu thâu đêm, những canh bạc thua tiền triệu, Hồ Văn Thành, sinh năm 1974, trú tại bản Nguồn Trào, xã Hướng Sơn, và Hồ Văn Công, sinh năm 1975, trú tại bản Tà Rùng, xã Hướng Việt, Quảng Trị, cùng rủ thêm một đối tượng khác mang quốc tịch Lào, tên Hồ Văn Nguyên, 35 tuổi, trú tại bản Tà Bông, huyện Sê Bôn, Lào, vào rừng để cướp. Sáng ngày 23 tháng 3, anh Đào, thành viên trong nhóm tìm trầm, được mọi người trong láng cử đi kiếm rau rừng, cải thiện bữa ăn. 7 người còn lại ở trong trại. Đến giữa trưa, 3 đối tượng có súng AK bất ngờ xuất hiện. Bọn cướp bắt trói cả nhóm để lục tìm tài sản. Thấy trên người các phu trầm không có tiền và đồ vật giá trị, bọn cướp bắt anh Nguyễn Văn Hà về nhà lấy tiền chuộc. Sau khi cấp cho anh Hà một nồi cơm, một chiếc đèn pin thì Công ra lệnh: "Sau 3 ngày mày không đưa tiền lên, tao bắn chết cả bầy ni." Anh Hà tức tốc trở về nhà. Lúc đó vào khoảng 6 giờ tối ngày 23 tháng 3. Đến 2 giờ sáng ngày 24 tháng 3, hai đối tượng Công và Thành đánh thức nhóm phu trầm rồi phát cho mỗi người một điếu thuốc. Trong lúc đó, Nguyên cầm súng AK lăm lăm trong tay, sẵn sàng xả đạn vào bất cứ ai có dấu hiệu chạy trốn. Đỗ Văn Hiền, phu trầm xấu số rơi vào tay bọn cướp, lại may mắn cởi được trói liền vùng dậy bỏ chạy. Bọn cướp hành quyết hết 5 người liền đuổi theo, nhưng không bắt được Hiền. Chạy thục mạng trong rừng, len lỏi qua những lèn đá, những con suối cạn sắc lẻm, anh Hiền cố gắng để không bị bọn cướp đuổi kịp. Đến ngày 25 tháng 3, thoát ra khỏi cửa rừng thì gặp anh Hà đưa tiền chuộc đến. Hai người quyết định ngày hôm sau đến Cù Bay, Quảng Trị trình báo sự việc. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng ngay sau đó cùng người thân các phu trầm tức tốc lên đường. Trong khu rừng rậm thâm u kia, năm phu trầm xấu số đã yên nghỉ dưới một hố sâu mà bọn cướp không nhân tính đã xây dựng kịch bản sẵn. Khi Hà mang tiền chuộc lên cũng sẽ thủ tiêu. Công an tỉnh Quảng Trị đã quyết định thành lập ban chuyên án mang số hiệu 313G do Thiếu tướng Lê Công Dung, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban. Một tổ được cử đi Quảng Bình tiếp xúc với người thân người bị hại và hai người thoát chết để thu thập thông tin. Tổ thứ hai về địa bàn các xã Hướng Lập, Hướng Sơn, Hướng Linh, Hướng Việt và Hướng Phùng nắm tình hình các đối tượng nghi vấn. Tổ thứ ba cũng là mũi chủ công đi thẳng vào rừng, vừa khám nghiệm lại hiện trường tìm thêm manh mối, vừa mai phục để truy tìm các đối tượng. Những trinh sát nhanh chóng xác định được một số đối tượng nghi vấn, trong đó nổi lên là Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành, vốn đều vắng mặt tại địa phương khi xảy ra vụ án. Chấp nối lại những đặc điểm nhận dạng từ lời khai của hai người thoát chết và những manh mối có được từ nguồn tin ở quần chúng, ban chuyên án xác định Công và Thành là hai đối tượng số 1 liên quan đến vụ án mạng. Ngay sau đó, hai trinh sát Nguyễn Hoàng Vĩnh Phúc và Nguyễn Hữu Tiện cải trang làm người bẫy chim, kiếm củi, la cà gần nhà đối tượng Công tại thôn Tà Rùng. Cả ngày hôm đó, trinh sát nắm được trong gia đình Công có nhiều biểu hiện khác thường. Dậy rất sớm và nấu nhiều cơm, đứa con đầu của Công là Hồ Văn Trí đến lớp rất muộn so với hàng ngày. Thiếu tướng Tiện cho biết, tiếp tục nằm gai bằng cách phủ lá tràm lên người, hai chiến sĩ bò đến gần sát nhà Công để nghe ngóng, ngụy trang kín đáo, đến nỗi đứa con trai của Công đi tè sát nách mà không phát hiện được các người đang theo dõi. Sáng ngày 31 tháng 3, Trí, con trai Công, cầm một túi ra khỏi nhà rồi tiến về rừng ma ở Tà Rùng. Một bên là đồng ruộng, nương sắn bằng phẳng, bên kia là núi cao. Nhận định đây là manh mối quan trọng để lần ra tung tích của Công, ban chuyên án quyết định tung quân. Nhiều cán bộ chiến sĩ cải trang thành người đi rừng, đi rẫy, đi bẫy chim trong khu vực rừng núi Tà Rùng. Ngay trong đêm ngày 1 tháng 4, hơn 60 trinh sát bí mật vây ráp hang núi Tà Rùng.
Nhiều chiến sĩ nằm mai phục trong các bụi tre, bụi lau rậm rạp, kiên quyết không rời vị trí, mặc dù đói, khát nước và kiến cắn đến ứa máu. 4 giờ sáng ngày 2 tháng 4, các trinh sát Phùng, Đông và Hùng tiếp cận cửa hang núi trinh sát địa hình. Khoảng chừng 1 giờ sau, cả Công và Thành cùng xuất hiện, cách các trinh sát khoảng 30 mét qua một con suối cạn. Lúc này quyết định bắt hay không bắt cả hai đối tượng là hết sức khó khăn. Cả hai đối tượng đều quen thuộc với địa hình, chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ làm Công và Thành chạy mất. Cho nên tôi ra lệnh anh em kiên nhẫn tiếp tục chờ thời cơ chắc chắn hơn. Một lúc sau thì hai đối tượng quay vào hang đá. Một chỉ huy vụ án kể: một diễn biến bất lợi hơn khi có một thanh niên mặc áo trắng, tay cầm máy camera đến gần núi đá Tà Rùng, nơi hai đối tượng đang lẩn trốn quay phim. Chúng tôi lại lo hai đối tượng sẽ vào sâu trong rừng thì sẽ rất khó khăn. Cuối cùng, tôi trực tiếp chỉ huy mọi người kiên trì theo dõi. Đến 2 giờ 15, đối tượng Công ra khỏi hang đá, đến gần bờ suối, thì đồng chí Phùng, đồng chí Hùng quật ngã tóm gọn. Thượng tá Phan Thanh Minh cho hay. Khai thác tại chỗ, Công trả lời rành mạch: em tên Công, có bắt mấy anh người Kinh đã giết và chôn cả rồi. Thành cùng trốn với em ở trên hang đá. Hội ý nhanh, các đội thống nhất sẽ đưa Công lên hang để chỉ địa điểm Thành đang trốn. Nhưng khi lên đến nơi thì chỉ còn mỗi chiếc chiếu. Hang đá Tà Rùng có nhiều cửa thông nhau và rất rộng. Ban chuyên án lập tức tăng cường thêm quân số và điều động 3 chú chó nghiệp vụ để lùng sục từng cửa hang, quyết bắt sống được Thành, đồng thời bao vây kín núi, không để đối tượng Thành chạy thoát. Đến hơn 5 giờ chiều, khi chó nghiệp vụ vào hang thì bên một lèn đá, Thành chui ra nhận tội. Công và Thành được di lý về trụ sở công an tỉnh Quảng Trị vào rạng sáng ngày 3 tháng 4. Tại cơ quan điều tra, Công và Thành khai nhận rằng chúng cùng với Nguyên đã lên kế hoạch bắt cóc tống tiền từ trước. Chính tay Công đã dùng một thanh gỗ dài khoảng 1 mét đánh vào đầu 5 phu trầm cho đến chết. Đến ngày 30 tháng 3, công an đã thu giữ một súng AK cùng một băng đạn 5 viên tại bản Tà Bông. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 4, một mũi trinh sát của ban chuyên án phối hợp với công an tỉnh Savannakhet Lào đã bắt giữ Hồ Văn Nguyên, tên gọi khác là Lakhon. Mất hơn 200 giờ phá án, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh cùng với sự hợp tác của nước bạn Lào đã mưu trí dũng cảm, truy bắt được 3 đối tượng liên quan đến vụ án mạng chấn động thương tâm. Tội ác của những kẻ sát nhân phải được trừng trị một cách nghiêm khắc. Ngày 30 tháng 5, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành mức án tử hình về tội giết người, đồng thời bồi thường 880 triệu đồng cho gia đình bị hại và có nghĩa vụ cấp dưỡng 600.000 đồng một tháng nuôi con của các bị hại đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Sau khi tòa tuyên án, Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành đã làm đơn kháng cáo xin giảm án. Tại phiên tòa phúc thẩm, cả hai đều tỏ ra hối hận về hành vi giết hại phu trầm của mình và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Xét thấy hành vi của Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành mang tính chất man rợ, lạnh lùng, có tổ chức, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cùng lúc phạm vào nhiều tội. Trong quá trình xét hỏi lại, không xuất hiện tình tiết nào mới, nên hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo của Công và Thành, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!